Bán sạp thì vừa cho Tâm chơi hết biết luôn. Bán gì đó? Bán chuối. Bán nho nó chắc hơi mắc à. Mẹ hết tiền rồi sao giờ? Ủa gì đó hả? Bán này mau giàu lắm à. Bán với hộ con gà đi. Không được, không được. Con gà người ta đang ấp mà. Bây giờ chợ bà cô chú. Sáng Tâm Tâm ra đây bán trái cây. Bán mấy con chợ bà cô chú kìa, con chợ bà cô chú kìa. Tâm. Chợ bà cô chú. Con đang làm gì? Gia đình Tâm Tâm chọn bà cô chú. Rồi có bán cho ông bà cô chú không? Có. Trái này trái gì? Trái nào cũng được. Trái chuối. Trái chuối gọi là gì? Bà lá. Ồ. Quả nho gọi là gì? Quả nho. Nho gọi là gì? Quả nho. Không biết. Mẹ bán gì? Trái này gọi là gì? Nho ngon quá, nho này chắc ngọt lắm hả cô? Nho này chua hay ngọt vậy cô? Hỏi bà cô chú ăn không? Tâm gửi qua cho. Em mời bà cô chú ăn không? Tâm gửi qua cho. Mẹ mẹ. Trái này là trái gì đây? Cái này bao nhiêu một ký? Dạ hai. Hai à? Hai ngàn. Trời ơi bán rẻ dữ vậy ta. Cho 10 ký ơi. Long thích ăn trái gì? Dạ. Con thích ăn trái gì? Con Thanh Long thì con thích ăn. Con thích ăn Thanh Long hả? Rồi bỏ dưa bột. 10 cái đó hơi dơ nha. Cho lựa trái khác đi. Ừ, lựa trái khác. Trái táo thì phải bị cắn rồi nè. Trái táo bị cắn miếng là phải rồi nè. Trái táo gọi là gì Tâm? Cái xoài này sao nhẹ quá ta? Ồ, xoài này chắc là ngọt lắm nè Long. Xoài dễ hiểu à. Mua trái đi về ăn nè. Dạ đó xoài ơi. Ủa giả hả? Chứ không phải thật hả? Cái này mới là thật rồi mẹ. Cái này là thật hả? Dạ. Thật gì bóng lưỡng vậy ta? Cái này mới rửa xong á. Khế đó khế chua hay khế ngọt Long? Dạ khế này khế ngọt. Khế ngọt luôn. Là buổi sáng hôm nay là gia đình đang sửa soạn hành lý. Rồi mũi né. À, gia đình Tâm Tâm ra đây chơi xíu rồi chuẩn bị hành lý di chuyển đến nơi khác nè ông bà cô chú. Trong khi chờ đợi ăn sáng thì ba bốn cha con ra đây chơi. Dạ lắm. Ra đây quậy phá cái gian hàng của người ta. Cái này là cái gì vậy Tâm? Cái này là cái gì? Để quay toàn cảnh lại cho ông bà cô chú xem. Mở cửa phòng ra là thấy cái hồ bơi. Đối diện bên kia là cái nhà ăn đó mà cô chú. Tí nữa thì gia đình cùng mọi người đi qua đó ăn sáng. Đói bụng chưa Long? Dạ cũng đói rồi. Cũng đói rồi hả? Đợi xíu nha, ăn rồi mình đi nha. Tí mọi người di chuyển bằng xe này nè ông bà cô chú. Đem hành lý người đồ chở ra ngoài kia. Vì cái đường vô hơi nhỏ không có chạy xe 16 chỗ vô được. Con đường hơi nhỏ. Ba chục. Kiếm ba chục hồi nãy nói mấy ngàn giờ lên ba chục rồi hơi mắc rồi nha. Con gà mái nó kia làm sao? Vậy ơi. Gà mái được rồi. Gà mái kia cục tá. Gà mái kia cục tá. Đúng rồi. Cái này là cái gì? Quả trứng ngỗng. Gà đẻ ra trứng ngỗng. Ở bên trong này là con. Có 10. Sao? Ở bên trong cái này 10 xem. Gì? Ở ngoài này là 10. Ở bên trong 10 này là con. Gì đó hả? Bên trong là gà con. Cái này em mời gà ngỗng con. Gà mà để trứng ngỗng. Này ăn lắm. Ta 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 ta. Để không biết mẹ chứa trong gì. Hả? Rồi chào ấm giờ. Rồi xuống ấm em xuống luôn. Ừ, dẹp tí xài luôn rồi con. Chắc hồi đòn quá. Mà sao không có dẹp gì chứ. Mình nghe hiểu quá. Gà đáng đẻ đỉnh đụng ngọt lắm á, xài ngọt lắm á. Dạ. Gà nhớ đẻ ngoan nghe. Đẻ ngoan để mà ba được. Ba được nha. Ồ, bay hả? Gà bay được hả? Không, không. Để là trứng em đi chơi. Để
đút hai trái nho Tâm, Tâm chị à. Dạ. Đút cho hai ăn trái nho coi. Nè. Ê, hai ơi, nho ngọt lắm. Ăn nho ngọt mà không ăn được. Được mà. Mà em chở hai ngọt rồi đó em ơi. Nghe nghe em. Em vô. Mọi người đang chờ ăn sáng thôi mà cô chú. Chuẩn bị hành lý xong xuôi hết rồi. Ai ngầu dữ vậy ta? Ngầu hơn Long nữa nè. Đây kêu chú Ba về à. Anh ơi cho em hỏi anh đến từ nước nào vậy anh? Dạ, chân không. Anh ơi, anh đến từ nước nào? Anh đến từ Việt Nam. Măng ngô. No, măng ngô. No. How? No. Hôm nay đồ luôn, mặc vậy luôn. Mặc gì luôn hả? Đi luôn. Kệ mắt mẹ, đẹp nữa mà. Hôm nay là cả nhà mình đi ra chỗ khác. Chỗ khác là chỗ nào? Chỗ nào, chỗ nào nè? Chỗ nào hồi đi lên đường đi biết. Bí mật đi cả nhà, bí mật đi chứ nói vậy cả nhà biết biết trước là thấy hết vui vậy ha. Tiếp tục ha. Lúc tích nào cũng bí mật. Tiếp tục hành trình dài tiếp đi nha. Ok. No. Mua con gà. Đây gì kêu, gì kêu Dubai về nè. Sáng này có hai Việt Kiều xin chụp hình với Tâm. Này, hai mẹ con Việt Kiều. Yeah. Dubai. Việt Kiều Dubai à. Việt Kiều Việt Nam. Việt Nam Campuchia. Việt Kiều Dubai. Được ôm Việt Kiều sướng không Tâm? Đi sướng. Ừ, quá, Việt Kiều ngầu quá luôn. Lâu lâu bị ba chạm nhẹ. Đây buổi sáng của gia đình. Sáng sáng cho cô chủ chụp hình làm kỷ niệm rồi mới đi đó bà cô chứ. Quá trời tạo dáng luôn. Sáng ăn, ăn sáng bánh mì trứng. Cô chủ thay bộ đồ đẹp ra để chụp hình với Tâm Tâm nhà mình nè bà cô chú. Tâm à, lấy bong bóng ra đi con, để chụp hình không đẹp đâu á. Thôi chết rồi, nó để bụng bầu thiệt luôn rồi trời ơi. Thấy nó mới hài. Cô chủ dễ thương lắm nha ông bà cô chú. Coi thử coi. Gì con? Ờ, Tâm để cái bụng kỳ quá à. Cho cái bụng kìa. Bà cho con coi. À, cho con coi hả? Sành điệu thế. Quá yêu, nhưng mà chỉ có mấy nửa cái bụng bầu. Trước cái lấy cái bụng bầu, cái kia cái lấy đổ cái kia nó đổ kéo đi. Từ cái dưới ôm lên tới mũi né. Sợ khó mua loại sữa này không bà con chú, đi ôm theo gì đó. Bao nhiêu đây nè? Hai trái dưa hấu nè. Ai chờ hai trái dưa hấu? Hôm qua là cô chủ quán ăn nó tặng cho Tâm Tâm riêng hai trái, mỗi em một trái. Sướng nha. Đi tới đâu cũng có quà, có bánh, có trái cây hết. Mẹ. Tâm ơi Tâm. Này mở bông bóng ra. Rồi mở bông bóng ra lại chụp với bà ông Tấm nữa nè. Ông mở ra giùm đi. Tôi chụp quà với mà. À vậy thôi con khỏi chụp cũng được, con khỏi chụp. Bông cái xe. 2 3. Bụng bầu vô thử bụng bầu. Vô đi, vô cho con dứt lại một cái coi. Trời ơi dễ thương quá đi nè. 1. Lấy bông bóng ra con, lấy bông bóng ra che bà con, lấy bông bóng ra. Bỏ xuống, bỏ bóng rồi con. Đúng rồi. À, 1 2 3. Hôn bà cái coi. Hai đứa hôn bà cái coi. Lấy bóng ra. Con bóng ra. Sảnh điệu 1 2. Ủa sao đây? Hôn chưa kịp. Mời khoan nghe 1 2 3. Trời ơi bà quá trời hình luôn bà ơi. Đi. Ủa ảnh rồi sao đi nổi? Mệt quá mới ăn ổ bánh mì. Ảnh có xe nó ảnh rồi. Có xe sẽ lên, mình lên xe ngồi hết con. Ủa bánh mì ngon như vậy hả? Xong hết chưa cha? Ôi ơi, bánh mì gì chứ?
Cái gì nữa? Hai cái bong bóng của Tâm. Của Tâm không à. Bây giờ vô chụp cho em à. Chụp cho ba nữa đi. Rồi, bye bye bà cái nữa nè. Con chào bà. Chúc bà mạnh khỏe. Năm sau con tới nữa nha. Thank you cả nhà. Rồi, em bye cô. Có cái gì mà nhỏ nhỏ đó không? Bận cho con. Bánh mì. Mẹ con đứng trước kìa. Rồi, lên xe. Con tới đi nè, chị đi thật vui. Mẹ. Dạ, cảm ơn cô. Đưa đây cho cô. Ông bà con chú ơi. Ông bà con chú ơi, Tâm Tâm đang ở trên trên cái đèo sông Pha đó ông bà con chú, nhìn xuống ở dưới kia là chập trùng ông bà con chú. Vậy là mình tới tới Đà Lạt rồi đó. Tại là gia đình đang ở đèo sông Pha đó ông bà con chú ơi. Okay. Quá đẹp luôn. Đèo sông Pha Đà Lạt. Ồ, mình đang ngắm cảnh mà. Cảnh hoài như vậy tuần này mới em xe đi tới đây. Thôi mình đứng đây mình ngắm cảnh một tí hả con? Đứng xe đẹp quá đẹp luôn. Rồi mình đứng đây mình ngắm cảnh xíu đi rồi mình đi tiếp nha. Con ơi, đẹp không con? Dạ đẹp, trước giờ lần đầu tiên. Lần đầu tiên các con, cha mẹ luôn. Được đứng trên đèo cao như thế này. Đó. Rồi chưa? Đã chưa? Mình đi đi thôi. Bây giờ mình lên xe đi tiếp nha. Dạ. Ok. Bye. Bye. Chưa mới bye mà, mình đi tiếp nữa mà. Chúc gặp lại. Chúc gặp lại. Rồi. Rồi lên xe đi tiếp thôi. Lên. Rồi, bye bye cô. Dạ, dạ bye bye cô. Dạ cô kia kiếm cô thêm kiếm đứa xin nữa thêm. Ủa, ba đứa hả bà cô? Để đó ta chồng cũng là chồng không? Để chính hả? Để được phải không? Để là cô ủng hộ con nghe. Ủng hộ đó. Dạ cô nói đem lên cô nuôi phụ nha. Ở đây với mẹ. Ở đây với mẹ. Dạ 4 tuổi. Ôi bơ cái này nè, bơ nhìn ngon lắm luôn. Dạ, trái này là trái thơm. Ơ, được bà tặng cho trái bơ, con cảm ơn bà. Cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà nha. Cô đã bơ tặng bơ. Dạ, dạ. Tâm tới đâu cũng được tặng quà cho em máy bay bà. Dạ. Lên xe. Đẹp không? Chưa. Mình có thể nịu được không? Đó, thấy cái ngọn không ngon ngon. Thấy ngọn không luôn á. Yeah.
À, qua đường đi xe. Tại vì nó biết nó chạy không có lên nổi như nào. Mày nó phải vô. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Ui. Đó. Thấy chưa? Hợp rất nó hoài. Gần tới rồi mà Tâm Tâm còn ngủ. Đuối này mẹ gồm đuối dữ lắm luôn rồi mà cô chú. Tâm kìa, Tâm ngủ thấy ghét không? Gần tới rồi, Đà Lạt đón gia đình bằng cơn mưa. Hai trăm mét nữa tới. Đây. Cái là trung tâm. Mưa. Trường Đại học Đà Lạt. Đồng chí có nhớ chỗ nào không đây?